Đúng 6 giờ sáng nay, Cảng Hành khách Quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam do doanh nghiệp tư nhân đầu tư đã đón chuyến tàu đầu tiên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Chuyến tàu đầu tiên cập cảng hành khách quốc tế Hạ Long là tàu 5 sao mang tên Celebrity Millennium thuộc hãng tàu biển Royal Caribbean Cruise Line của Mỹ, xuất phát từ Hồng Kông, đưa hơn 2.000 hành khách và gần 100 thủy thủ đoàn thuộc nhiều quốc tịch đến tham quan vịnh Hạ Long và các điểm du lịch ở Quảng Ninh. Cảng khách quốc tế Hạ Long là cảng hiện đại an toàn cho những tàu cỡ lớn như chúng tôi. Với vị trí đẹp như thế này, chắc chắn cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ thu hút được nhiều hãng tàu trên thế giới, mang lại sức phát triển cho ngành du lịch của các bạn. Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng khách trên thế giới, nhưng đến cảng khách quốc tế Hạ Long này, chúng tôi thấy rất ấn tượng. Ấn tượng vì vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, sự thuận tiện khi tàu cập bến, đặc biệt là sự mến khách chào đón của các bạn. Đây sẽ là một chuyến hành trình ý nghĩa khó quên đối với chúng tôi. Đây là công trình giao thông bến cảng cấp đặc biệt và là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, được thiết kế đón đồng thời hai tàu khách cỡ lớn, sức chở mỗi tàu gần 8.500 người. Sự kiện đón chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên ghi dấu mốc quan trọng, mở ra bước ngoặt phát triển mới cho ngành du lịch Quảng Ninh, mở thêm những không gian mới cho hợp tác, phát triển du lịch, kinh tế, mang tầm quốc tế. Từ trước đến nay, Vịnh Hạ Long của chúng ta và tỉnh Quảng Ninh cũng như các cái cảng của Việt Nam chưa có một cái cảng chuyên dùng tàu biển cho các cái tàu khách quốc tế để đưa khách du lịch trên đường biển đến với các cái cảng biển và các cái nơi danh lam thắng cảnh của Việt Nam nói chung, trong đó có Vịnh Hạ Long của chúng ta. Có thể nói rằng khi cảng tàu khách Hạ Long đưa vào hoạt động thì đây có thể nói là một cái dấu ấn hết sức quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái tàu biển đưa khách đến với Vịnh Hạ Long của chúng ta không phải chuyên tải, để tạo ra một cái sự an toàn cho khách, phục vụ tốt nhất cho khách cũng như là an toàn cho các cái hãng tàu biển. Có thể nói rằng đây là một cái hình thức đầu tư đối tác công tư và hết sức hiệu quả mà tỉnh Quảng Ninh đang phát huy trên một loạt các cái công trình trọng điểm về giao thông trong một thời gian hơn một năm thôi. Với sự nỗ lực của nhà đầu tư, cảng tàu khách Hạ Long này đã được hoàn thành và một lúc có thể cập được hai tàu khách biển như chúng ta đón con tàu ngày hôm nay. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2018 sẽ có khoảng 10 chuyến tàu khách quốc tế nữa cập cảng hành khách quốc tế Hạ Long. Với những chuyến du thuyền siêu sang quốc tế tấp nập cập bến, Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ bước sang chu kỳ tăng trưởng mới về lượng khách, nhất là khách quốc tế trong thời gian tới.